Bây giờ mình sẽ biểu diễn cho anh em xem vài tiết mục biểu diễn cồn nhảy khúc trong vòng nha các bạn. Tao không ngờ là võ công của mày lợi hại như vậy. Được rồi à, vậy bây giờ mày có dám chơi cướp cái tao hay không? Chú mày thích gì thì anh mày chiều mấy cái đó. Ok, được rồi.